ở trận đấu gần đây giữa Bồ Đào Nha và Serbia khi tỷ số đang là 2-2 và đồng hồ điểm phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Ronaldo thoát xuống dứt điểm bằng chân trái sau đường chuyền dài của Nuno Mendes. Bóng vượt qua tay của thủ thành của Serbia và từ từ lăn vào khung thành trước khi hậu vệ của đội trưởng Mitrovic leo về phá bóng trên vạch vôi, cứu thua cho đội chủ nhà. Trọng tài xác định bóng chưa qua vạch vôi nên không công nhận bàn thắng của Ronaldo. Điều này tất nhiên khiến CR7 tức điên. Anh lập tức chạy ra phía trọng tài biên phản ứng dữ dội, song đổi lại chỉ là cái lắc đầu. Không những không đòi lại được bàn thắng, Ronaldo còn phải lĩnh một tấm thẻ vàng. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Mới đây, Ronaldo đã trở thành tâm điểm của mạng xã hội khi vứt chiếc băng thủ quân của mình và rời khỏi sân khi trận đấu với Serbia tại vòng loại World Cup chưa kết thúc. Nguyên nhân của việc này là CR7 đã bị từ chối một bàn thắng 10-10 khi bóng đã hoàn toàn đi qua vạch vôi. Nhân dịp này, hãy cùng chúng tôi điểm lại những lần Ronaldo nổi điên trên sân vì quyết định của trọng tài nhé! Juventus đã bị Porto loại từ vòng 1/8 UEFA Champions League với một kịch bản hết sức cay đắng. Và trong hai lượt trận đó, CR7 cũng đã có không ít tình huống tỏ ra bất mãn với trọng tài vì những quyết định của họ. Nhận bóng từ đồng đội ở trong vòng cấm địa, Ronaldo đã thực hiện một động tác giả nhằm loại bỏ sự theo kèm từ đối phương. Pha xử lý của anh khiến hậu vệ bên phía Porto bị lỡ đà và đã có tác động khiến tiền đạo người Bồ bị ngã. Tuy nhiên, trọng tài lại lắc đầu và không có bất kỳ quả 11m nào cho CR7. Những trận El Clasico luôn diễn ra cực kỳ căng thẳng với những pha bóng nhanh và quyết liệt tới từ cả hai đội. Chính vì thế mà đôi khi trọng tài chính không thể kịp quan sát hết mọi điều xảy ra trên sân. Trong tình huống này, CR7 đang thoát xuống dưới hàng hậu vệ Barca với một tốc độ rất nhanh. Sau đó, Umtiti đã có một tác động vừa đủ từ phía sau khiến Ronaldo bị đốn ngã. Tuy nhiên, một lần nữa lại không có pen cho CR7 mà thay vào đó là chiếc thẻ vàng thứ hai khiến anh phải rời sân vì lỗi phản ứng. Giống như mọi trận derby khác, những cuộc chiến giữa Atletico Madrid và Real Madrid luôn diễn ra cực kỳ căng thẳng và không hề khoan nhượng. Sau một pha tranh chấp tay đôi, CR7 và Koke đã có những lời qua tiếng lại và một màn đấu đầu rất gay gắt. Cầu thủ hai bên đã kịp thời đến ngăn chặn sự việc, còn trọng tài chính thì tặng cho mỗi người một chiếc thẻ vàng để cảnh cáo. Đối với hầu hết câu lạc bộ, Ronaldo luôn là đối tượng được họ chăm sóc kỹ nhất bởi vì ai cũng hiểu được sự nguy hiểm của CR7 nếu như được rảnh chân. Ở trận đấu này, Ander Herrera đã được cắt cứ để theo sát tiền đạo người Bồ. Cựu cầu thủ Athletic Bilbao đã liên tục phạm lỗi từ sau cũng như kéo áo CR7 một cách lộ liễu. Tuy nhiên, không có bất kỳ một chiếc thẻ vàng nào được đưa ra và Ronaldo có lý do để phàn nàn về công tác trọng tài. Trong trận đấu với Valencia tại vòng bảng Champions League 2018-2019, thêm một lần nữa CR7 phải rời sân vì lỗi phản ứng. Sau pha tranh chấp với Jason Murillo, Ronaldo đã bực tức và vung tay khi cho rằng cầu thủ của Valencia đã ăn vạ. Tiền đạo người Bồ tiến đến ấn nhẹ vào đầu Murillo trước sự chứng kiến của trọng tài chính Felix Brick. Ngay lập tức, một chiếc thẻ đỏ trực tiếp đã được rút ra dành cho CR7.
Nếu như những trọng tài có góc quan sát tốt hơn ở tình huống này, đây chắc chắn là một siêu phẩm để đời nữa dành cho Ronaldo. Từ biên trái, chân sút sinh năm 1985 lần lượt vượt qua cả Pique lẫn Xabi Alonso trước khi tung ra cú bấm bóng cực kỳ kỹ thuật ở một góc sút rất hẹp. Bóng bay vào lưới, nhưng trước đó trọng tài biên cho rằng Nani đã tham gia vào pha bóng trong tư thế việt vị. Đương nhiên, CR7 rất không hài lòng với quyết định này, anh thậm chí còn ném cả chiếc băng đội trưởng xuống đất. Trước khi công nghệ VAR và Goal Line ra đời, đã có không biết siêu phẩm hợp lệ bị từ chối một cách đáng tiếc, và Ronaldo cũng là một nạn nhân của vấn đề này. Sau pha trả ngược bóng của đồng đội, CR7 đã thực hiện một nhịp tân bóng trước khi có động tác ngã bàn đèn vô cùng đẹp mắt. Bóng từ chân siêu sao người Bồ bật xà ngang và đã hoàn toàn đi qua vạch vôi. Thế nhưng trọng tài thì không nghĩ như vậy và bàn thắng này không được công nhận. Trong sự nghiệp của mình, Ronaldo đã không ít lần ăn vạ nhằm kiếm về một quả penalty. Thế nhưng ở tình huống này thì chủ nhân của 5 quả bóng vàng đã không hề ngã vờ, chuẩn bị tung ra cú ngoặt bóng để loại bỏ đối phương. CR7 bị đốn ngã bởi hậu vệ bên phía Rayo Vallecano. Thế nhưng trọng tài chính thì cho rằng đây là một pha vào bóng hợp lệ, còn Ronaldo thì phải nhận một chiếc thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Ronaldo cũng được biết đến là một tiền đạo có lối chơi khá khôn ngoan. Thế nhưng chính anh cũng không thể thoát khỏi những pha bóng tiểu xảo mỗi khi phải đối đầu với Barcelona. Trong tình huống này, Victor Valdes đã thể hiện rõ độ quái của mình khi ngăn cản CR7 đuổi theo trái bóng. Sau pha đấm bóng của mình, thủ thành người Tây Ban Nha đã có pha gạt chân rất kín với Ronaldo khiến anh ngã lăn ra sân và không thể kịp đuổi theo bóng. Trong tình huống này, Cristiano Ronaldo đã tỏ ra nóng nảy, thiếu kiềm chế trong pha xin bóng huấn luyện viên Pep Guardiola. Anh suýt nữa đẩy ngã vị cầm quân người Tây Ban Nha ở ngoài đường biên. Hành động này của CR7 đã châm ngòi cho một tình huống cực kỳ hỗn loạn giữa các cầu thủ Real và Barca. Trận đấu đã bị gián đoạn khá lâu khi những chiếc đầu nóng trên sân chưa được kiểm soát. Trong đó, thủ thành Valdes tỏ ra cực kỳ bực tức với hành động thiếu fair play của tiền đạo người Bồ. Có thể nói Ronaldo là một trong những cầu thủ nhiều lần bị trọng tài xử ép vì anh thường xuyên bị đối phương chăm sóc rất kỹ. Và nếu thấy video này hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!